Nếu như anh em nghĩ rằng Helios chỉ có những món trang sức bạc thì đây sẽ là những phụ kiện bằng da mà anh em không nên bỏ qua. Dây đồng hồ được làm từ da Epsom cao cấp cùng với charm bạc Lotus độc bản của Helios. Chiếc dây đồng hồ Apple Watch này chắc chắn sẽ không làm anh em thất vọng với độ cứng cáp và điểm nhấn tinh tế. Ví Black Master nhỏ gọn và tiện lợi là hai tính từ hoàn hảo để dành cho chiếc ví này. Từ chất liệu da dê thật, chiếc card holder của Helios được thiết kế, gia công và hoàn thiện với đường may được nối theo dạng xoắn, giúp sản phẩm của anh em bền hơn rất nhiều. Phần charm hoa sen bằng bạc 925 cũng được hoàn thiện thủ công, đính ở giữa chiếc ví giúp toát lên sự sang trọng. Ốp điện thoại. Đây chắc chắn sẽ là sản phẩm yêu thích của anh em iFan. Ốp da được thiết kế với ngôn ngữ hướng đến sự tối giản nhưng vẫn có nét cá tính của mình. Phần mặt lưng sử dụng loại chất liệu da Vachetta đến từ Ý và dập chìm biểu tượng hoa sen đặc trưng của Helios. Phần dưới ốp cũng được đính một chiếc charm hoa sen bằng bạc, vô cùng thích hợp khi đi cùng với chiếc ví Black Master ở trên đấy nhá. Vậy anh em ấn tượng với sản phẩm nào? Nếu như muốn sở hữu cho mình những item da độc đáo này thì anh em biết tìm ở đâu rồi đấy.